University at CG, Architecture and Computer Graphic Training. Rồi tiếp đến ngay sau đây thì chúng ta sẽ vẽ đến cái phần đồ đạc nội thất ở trong cái công trình này. Đấy, ví dụ như một số cái đơn giản thì chúng ta sẽ vẽ những cái này, chúng ta sẽ vẽ bằng nét line được bình thường nha, rectangle. Những bộ bàn ghế này chúng ta hoàn toàn để vẽ được. Còn như một số cái phức tạp ví dụ như là bếp này, được chưa? Bồn rửa hoặc là thiết bị vệ sinh này chúng ta có thể là bê ngoài thư viện vào. Thì lát nữa mình sẽ cho bạn một cái thư viện để ta bạn có thể bê vào trong này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần nội thất trong công trình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái kệ tivi này, để nhận nó đặt lên khoảng tầm 450 nhân lại 1800 cái chiều rộng của cái bàn này, độ rộng của cái bàn này. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái két lên. Đấy, 450 1800 nhân lại 450. Đấy, chúng ta có được cái bàn này, chúng ta đặt ở vị trí đây. Đúng không ạ? Vẽ một cái tivi. Vẽ một cái tivi luôn. Mỏng không? Đồ này nó chỉ là đồ tượng trưng thôi, nên chúng ta có thể vẽ theo một cái phong cách gọi là vẽ bừa. Ok, cái chân này chúng ta muốn nó rộng ra thì quét qua đây, stretch nó dài ra. Và chúng ta là cái TV, bạn thích một cái điều khiển thì có thể cho vào đây, một cái điều khiển nhỏ nhỏ này. Nếu bạn nào thích F cách, L cách này. Bấm vào đây. Một số những cái nút các bạn có thể cho vào đây. Đó. Cái này. Đấy, ví dụ thôi, đúng không ạ? Chúng ta đã có được cái bộ điều khiển ở đây rồi. Tiếp theo đến là chúng ta sẽ vẽ cái bàn. Cái bàn vào chỗ này 800 nhân 1m6 đúng không nhỉ? 800 nhân 1m6. Rectangle. Ở đây chúng ta sẽ quét chọn ngoài này nhé. Để sang gán cho layer nội thất. Đó. Nội thất, đấy, tránh nhầm. Thì bây giờ ta đã mở này xuống và để nội thất chúng ta vẽ. Rectangle. 800 nhân 1600. Đó, được cái bàn đặt ở đây. Đặt ở vị trí ở chính giữa đây, và chỗ này có khoảng 6 cái ghế đúng không ạ? Cái này 800 cái bàn là ghế là tầm khoảng bao nhiêu? 150. Rất chăm này. 150 tăng 150. Đối với ghế chúng ta sẽ vẽ khoảng tầm khoảng 400. Đây là 400. 450 nhân lại 450. Mua không này. Copy MI bên đây. Vậy là xong nhỉ. Tiếp đến là một cái bàn 3 này khoảng tầm 1m4 nhân 600. Ok, rectangle 1400 nhân 600. Đây. Bàn 3 đặt ở đây. Cái bàn này là gọi là cái bàn nữa là bưng bày để chuẩn bị sắp thức ăn ra đây nhỉ. Bếp ăn. Thế đây là tủ lạnh nữa, tủ lạnh ở đây ta để vào 100 này. 100. Tầm 100. Đấy, và rectangle. Bây giờ trong này. Đấy, xóa cái này đi. Tiếp đến là cái phần bàn này, đúng không ạ? Cái bàn này là bàn 1000 nhân 600, mình vẽ luôn. Đấy, sao? Chiều y x sẽ là 1000 nhân 600. Đấy, chúng ta sẽ vẽ ở đây. Đấy, tiếp theo đến chúng ta sẽ vẽ cái ghế bên cạnh này là gì? Chiều dạ cái chiều y bằng nhau 600 đúng không ạ? Mình vẽ là vuông 600 nhân 600. Đấy, đặt ở đây. Đấy, copy cái ghế này.
Cái này mình sẽ khoảng bao nhiêu ạ? 1 chỗ, 2, 3, 4 chỗ không ạ? 5 chỗ, 6 chỗ đấy. Mình sẽ copy ra đây này. 1, 2, 3, 4, đấy. Lại copy này khác nữa. Chỗ này giả sử như kéo lại khoảng tầm 400, 200 đi. Đó, mình sẽ ngắn lại. Đây ta sẽ mua dưới này. Tôi vẽ đây là tầm khoảng 50. Cái tay vịn này khoảng tầm 50 vẽ ra. Ok, nó đây xong. 50 nhân với lại 600. Đặt vào đây. Rất chẳng 2400 2400 nhân với lại rất chẳng 2400 nhân với lại 50 mù vào trong này. Đây, nó kéo dài này xuống. Tiếp đến là cái chỗ này ta sẽ vẽ lên trên đây cũng khoảng 50 mươi. Sao 650 đúng không ạ? Khoảng 50 nhân lại 650 mét trang này, 50 nhân lại 650 vào đây. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ mua vào đây. Tại đây chúng ta có một cái ghế con ở đây đúng không? Bàn. Trong vòng 400 nhân lại 400 đặt vào đây. Bây giờ sẽ đến là cái thiết bị vệ sinh này chúng ta sẽ đặt vào. Thì ở đây mình đã có một cái file này mình đã gửi cho các bạn, cái thiết bị vệ sinh. À, thì tại đây các bạn chỉ việc quét chọn qua tất cả cái này, quét chọn qua tất cả cái này và bạn ấn tổ phím Ctrl C trên bàn phím và sang cái file của bạn bấm là Ctrl V vào đây. Ctrl V. Các bạn kiểm tra là cái đơn vị của bạn là đang là mm nhé, bản vẽ đơn vị là mm. Thế tại đây các bạn thấy là đang quét xuống đây rồi. Thì bây giờ là cái đồ nào đồ các bạn quét chọn qua những cái đồ này là đồ nội thất đúng không? Quét chọn đây và sổ xuống cái là nội thất thì nó sẽ thuộc layer gì? Nội thất. Các bạn sẽ mua ở trong này. Cái này nó nằm như thế nào? Ở đây mình tắt cái bản vẽ này đi. Mình lấy nó xong rồi mình tắt nó đi. Quay ngang đúng không ạ? Và một cái hố thoát nước ở đây. Đây bạn RO này. Trừ 90 độ. Mua vào này một hố thoát nước, đây hố thoát nước nào, đây copy vào đây. Nó hơi to các bạn, để scale cho nó một chút xuống 0.8 nó nhỏ bớt đi. Tiếp đến nó là một cái bọng chậu rửa bên trái và bếp ga bên phải đúng không ạ? Bạn mua vào đây. Ở đây cái nào màu đen thấy màu nội thất nó đang màu nó hơi khá là trùng nhau, mình sẽ đổi một cái đi. Ví dụ như cái này. Ok, nhìn nó đã sáng hơn rồi đấy, được chưa? Rồi bây giờ bạn sẽ đặt xuống đây. Chỗ rửa sang bên này. Cái này thì sang bên đây. Tiếp đến là cái gì ạ? Xóa này đi. Tiếp đến là một cái này bạn đặt vào đây, copy vào. Ví dụ thế, chỗ này là một cái vòi rửa này. À, copy này vào đây. RO này. 180 độ này. Mua vào đây này.
phát nữa ở dưới bên ngoài này. Đó, hai cái chậu này vào đây, copy vào đây. Cây này lát nữa chúng ta sẽ chèn vào cái chỗ phần bồn ở đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện được xong cái phần nội thất cho công trình. Ok chưa ạ?